Vui được gặp lại các bạn ở kênh Linh Vương Food nha. Thì hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn làm một cái món dưa cải chua ha. Thì các bạn cũng biết là cái món dưa cải chua này là rất là nhiều người thích vì nó làm ra được rất là nhiều món ha. Khi mà cái món cải chua này mình đem đi nấu canh sườn nè, hay là xào thốt linh, xào ruột non, xào thịt bò, rồi có thể là chiên tỏi ăn cũng ngon nữa, nhiều cách ăn lắm nha. Bây giờ mình vào bếp làm cái món này. Thì ở đây là mình chuẩn bị 2 kg cải sậy nè các bạn, cải này để làm dưa cải nè. Thì mình mua rồi mình cắt cái lá bỏ, mình không có thích ăn lá, thích ăn cái cọng nó giòn cho nên là mình cắt cắt cái lá. Nhưng mà mình mua cái loại này á, nó cũng non nữa, thì loại già nó sẽ ngon hơn cái loại non rồi, nhưng mà tại vì mình gặp cái loại non thì mình mua thôi, chứ còn không kiếm cái già không có, cho nên mình mua đại. Chứ thật sự là mua cải già nó ngon hơn nha các bạn, già thì nó sẽ giòn hơn nè, ra cái màu sắc nó rất là đẹp nữa nè đó. Bây giờ mình sẽ đi rửa, mình phải tách ra, mình rửa từ bẹ từ bẹ, tại vì nó cát không mà, chứ ở ngoài chợ thì nó làm á, nó sẽ để nguyên cây. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Thì mình làm một mục đích á, là mình làm để khi mà nó dưa nó chua rồi thì mình gấp ra mình ăn luôn, mình không rửa lại lần nữa. Cho nên là bây giờ là mình xử lý, là mình rửa cho thật là sạch. Cái bước đầu mình ngâm muối, mình rửa hết ba cái sâu đất vào trong đây hết ra nha. Và cắt đi, cắt nhỏ nhỏ vừa ăn thôi, tại vì mình làm mình ăn chứ không phải là mình làm kinh doanh, cho nên mình không cần phải để nguyên cây đâu. Còn các bạn nào thích để nguyên cây á thì các bạn phải rửa cho thật là sạch ha. Chứ còn nếu như nguyên cây như vậy á, đất nó nằm phía trong nó khó rửa lắm các bạn, ở nhà mình ăn mà, cho nên là khó rửa lắm. Còn ngoài chợ người ta bán nguyên cây, bởi vì mình mua về mình cũng phải tách ra mình rửa từ lá lại à. Cho nên là bây giờ mình sẽ rửa hết tất cả là cho nó thật là sạch khi làm là ăn thôi ha. Bây giờ là mình là các bạn thấy mình cắt vừa ăn không, nó nhỏ nhỏ như vậy đó. Thì cái cải của mình nó non cho nên nó trắng, các bạn thấy không? Nếu mà cải già thì nó sẽ xanh, mà xanh rồi khi các bạn làm á, nó ra cái màu vàng rất là đẹp. Bây giờ mình cho 2,5 lít nước vào đây, mình nấu sôi 100% luôn để mình trụng, mình không phơi nắng nha các bạn. Các bạn nào mà có thời gian và có cái không gian để phơi á, thì các bạn phơi là một nắng cho mình. Còn mình không có thời gian thì mình sẽ đi trụng. Rồi đây là 100 g hành tím và 3 trái ớt sừng nè các bạn, ớt nữa khô. Các bạn có thể sử dụng ớt tươi cũng được. Còn củ hành thì các bạn cắt làm hai làm ba, dày dày không có cần cắt mỏng nha, để chủ yếu để vào cho cái dưa cải mình nó thơm á. Tại vì mình làm là mình vớt mình ăn liền, cho nên là mình làm cho nó thơm cái nước này nè. Còn ngoài chợ thì nó không cần thiết đâu các bạn, ngoài chợ làm chủ yếu rồi về cho mình phải sơ chế lại đó, cho nên là không có cần phải kỹ như mình được. Rồi ớt thì mình cắt khoanh khoanh ra như vậy, các bạn có sử dụng ớt tươi hơn cũng được nha, mình có ớt nào thì mình làm ớt đó, tại vì chủ yếu ớt á, để cho nó thơm với lại cho nó đẹp thôi, chứ còn ăn ăn thì ăn ớt nào cũng được hết. Rồi bây giờ nước sôi rồi các bạn, thì nước sôi rồi mình tắt lửa rồi mới bỏ rau vào nha các bạn. Mình tắt lửa xong mình cho rau vào, thì khi cho hết tất cả những cái rau này vào rồi á thì nước nó sẽ nguội lại, thì các bạn vớt ra liền cho mình nha, đừng để ngâm lâu và đừng đã đậy nắp gì hết nha. Tại vì mình không có để cho nó chín, mình chủ yếu là để cho nó dịu xuống, để cho nó mềm xuống, để cho khi mà mình không cần phơi nắng thì mình làm cái cách này thôi. Còn các bạn phơi nắng thì các bạn không phơi trụng đâu. Đó. Bây giờ các bạn thấy nó ngã ra màu xanh không? Còn những cái cọng trắng này là tại vì cải nó non cho nên nó không thể nào nó ngã xanh được hết. Các bạn mua được cải già thì làm rất là đẹp, mà không những đẹp mà nó ngon hơn, nó giòn hơn cái cải non của mình đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra nha, không được ngâm lâu nha các bạn. Thì với cái cách làm này là các bạn chỉ có khi mà làm xong rồi các bạn chỉ ăn liền thôi, chứ không có cần phải làm gì lại nữa hết. Có thể là bỏ thêm tỏi ớt, hoặc là nếu ngọt thì bỏ thêm đường thôi. Bây giờ mình vớt ra để cho thật là ráo. Mình làm 2 kg vậy chứ cũng không có nhiều đâu, ăn vài bữa là hết rồi các bạn. Tại vì mình không thích ăn lá đó, cho nên có cọng ăn cọng không mà cho nó giòn cho nó ngon. Các bạn nào thích ăn lá thì cứ để nguyên lá nha.
Rồi đó, bỏ hành với lại ớt vào hết luôn, trộn cho đều lên. Ở ngoài chợ bán thì nó không bỏ hành, bỏ ớt đâu các bạn, nó chỉ muối thôi, mình về mình tự sơ chế lại. Còn bây giờ mình làm để mình ăn liền luôn á, cho nên là mình phải làm kỹ luôn. Mình làm luôn vậy á, thì mình ăn thì nó khỏi mất công. Bây giờ mình sẽ cho nước vào, cho 2 lít nước nha các bạn, để đủ ngâm nha. Và 250 g đường và 100 ml nước giấm. Giấm mình làm mình giấm gạo các bạn. Rồi mình cho một muỗng canh muối hột luôn, muối hột muối gì cũng được, cái đường của mình nó bị kiến các bạn. Bây giờ mình nấu rồi đó, ra bắt đầu mình sẽ rây bằng cái rây ra cho nó hết kiến. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái này lên, trộn đều lên các bạn ơi, nó thơm lắm luôn, có cái này vô nó thơm, củ hành nó thơm lắm. Chưa làm xong mà thấy thèm, mà cái món này mình thèm lắm. Rồi rồi mình chuẩn bị cái đồ để đựng nè. Thì cái này là cái hộp này, để cái hộp này là lẩu tự sôi nè, ăn xong rồi giờ lấy để mình đựng, mình làm cho đầy vào ha. Thì các bạn ngâm cho mình 3 ngày nha các bạn. Ngâm 3 ngày thì nó mới đủ chua nha. Rồi còn dư ra mình bỏ ra cái hộp nhỏ này luôn nè. Nhà mình làm gọi sạch sẽ vậy nè, cái mình ăn nghe nó mạnh miệng lắm, nó ngon lắm. Mà cái này chua cũng chua tự nhiên nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cái nước này lên, nó sôi rồi phải không? Mình tắt lửa để nguội nha, nguội mới cho vào nè các bạn. Mình đã rây kiến ra rồi, mình giờ mình cho vào nè. Cho vào đây ngâm 3 ngày cho mà cho mình nha các bạn. Cho nó đầy lên, cho nó phủ cái cải này luôn, tại vì nấu nhiều nước mà. Mình nấu tới 2 lít nước lần đó. Rồi, cho luôn vào đây luôn. Cái đường của mình là cái đường vàng cho nên nó có cái màu vàng như vậy đó. Các bạn làm đường gì nó cũng vàng hết á. Cái cải mình còn 3 ngày là nó tự động nó vàng lên à. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy nắp mình đậy kín lại nha. Các bạn thấy hấp dẫn ghê chưa? Chưa có gì hết mà nó ăn ngon rồi đó. 3 bữa nữa thì nó sẽ ngả màu vàng thì nó ra cái dưa cà chua liền. À, đậy nắp lại. Thì cái dây bây giờ mình đậy luôn cái này, anh nắp này lại nè. Ồ, nhìn ngon quá các bạn. Rồi đây sau 2 ngày ủ các bạn, mới có 2 ngày thôi, chưa đủ nha nha. Mình mở ra mình cho các bạn coi thử thôi. Các bạn thấy nó chưa có được vàng nhiều ha, là mới có 2 ngày ăn cũng chưa được chua, nó cũng chua rồi đó nhưng mà nó không có đủ, nó chua chưa đủ nha, nó chua đủ nó mới ngon. Ăn cũng giòn rồi đó, cũng chua rồi đó nhưng mà không chua nhiều. Ngày ngày mai nữa bắt đầu là nó sẽ chua nhiều. Xong rồi các bạn phải bỏ vô ngăn mát, tại vì để ngoài nó càng ngày nó càng chua đó các bạn. Để ngăn mát thì rất là lâu, ăn rất là lâu luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại. Rồi đây là ngày thứ ba các bạn thấy không? Ngày thứ ba nó vàng rực lên luôn rồi đó. Nó ngon luôn rồi đó. Bây giờ nó bốc mùi thơm luôn, nghe là nghe cái mùi cải chua liền luôn á. Rất là thơm, bây giờ ăn là ngon rồi đó, giòn rụm luôn. Các bạn vớt ra, các bạn cho tí xíu tỏi ớt băm vào, hoặc là
rưới một tí xíu đường nữa, hoặc là các bạn chấm nước thịt kho, hoặc là các bạn nấu canh sườn, trời ơi rất là ngon luôn, ăn kiểu nào cũng ngon hết trơn á. À, các bạn thấy không, cái cách làm rất là đơn giản, rất là dễ ha, mà rất mình làm như vậy á, thì mình không có cần phải sơ chế lại. Còn nếu như mua ngoài chợ về cũng được, nhưng mà các bạn phải rửa lại, sơ chế lại rồi cắt ra, rồi các bạn mới trộn với tỏi ớt. Còn cái này thì bây giờ các bạn lấy ra ăn liền cũng được luôn rồi, nó thơm lắm, mà nó cũng có cái hậu ngọt, mình có bỏ đường đó, ngọt mặn chua đầy đủ hết. Thì các bạn có thể là nêm nếm lại theo cái khẩu vị của mình thôi, chứ còn bây giờ nó đã chua rồi đó các bạn, nó cũng ngọt ngọt mặn mặn rồi đó, rất là ngon. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Thì khi mà mình chỉ một cái món gì á, là mình làm cho thật là ngon, ăn rất là ngon miệng, thì mình mới chỉ cho các bạn làm ha. Thì các bạn nào muốn làm theo cái